Bác sĩ Jackson, người phát hiện ra bệnh dịch hạch tại Trung Quốc, cũng là người khám phá ra Đà Lạt bây giờ. Alexander Jackson, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1863, mất ngày 1 tháng 3 năm 1943, là một nhà bác sĩ, nhà vi khuẩn học và là nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ. Câu nói để đời của ngài, đời mà không đi còn gì là đời. Ngài được biết đến là một nhà thám hiểm tìm ra con đường bổ từ Nha Trang dọc lên đường Trường Sơn và đi đến sông Mekong, cũng là người khám phá ra cao nguyên Lâm Viên, kiến tạo khu nghỉ dưỡng cho châu Âu bây giờ là Đà Lạt. Năm 1891, ngài bỏ tất cả để khám phá vùng đất miền Trung Nha Trang. Đến đây, ngài bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và sự mộc mạc của người dân miền Trung nơi đây. Cũng tại đây, ông đã có nhiều cảm hứng đến nhiều công trình nghiên cứu. Khi đến Nha Trang, ngài dẫn một nhà gỗ ở xóm Cồn để chữa bệnh cho người dân tại đây. Điều đặc biệt, ngài chỉ thu tiền của người giàu có, còn người nghèo ngài chữa trị miễn phí và rất ân cần. Cũng chính vì thế mà người dân nơi đây gọi cho ngài bằng một cái tên thân thuộc là ông Năm. Người dân nơi đây vô cùng biết ơn ngài. Ngày ngài mất, dân làng, dân trài, thuyền ghe gần xa nơi đó đều bỏ dở công việc để quay về bờ kính viếng ngài, tưởng nhớ về ngài. Công trình tìm ra mầm bệnh quái ác. Đúng ngày 15 tháng 6 năm 1894, ông đặt chân đến Hồng Kông để tìm hiểu về dịch bệnh đang hoành hành và đe dọa các nước xung quanh tại đây. Nhưng chỉ 5 ngày sau, ngài phát hiện ra mầm bệnh trực khuẩn tại đây. Sau thời gian nghiên cứu, năm 1895, ngài quay trở về Viện Pasteur tại Pháp, cùng với 3 cộng sự tìm ra huyết thanh đầu tiên chữa trị được căn bệnh quái ác này. Sau đó, ngài quay trở về Nha Trang mở phòng nghiên cứu để điều trị huyết thanh, bây giờ là Viện Pasteur Nha Trang, và thành lập trang trại nuôi ngựa để sản xuất huyết thanh. Năm 1896, ngài quay trở lại Quảng Đông để điều trị bệnh nhân, và cũng là người chữa trị thành công đầu tiên các bệnh dịch hạch này, và hành trình chữa trị tiếp tục ở nhiều nơi khác. Sau đó, ngài quay trở về căn nhà gỗ tại xóm Cồn để tiếp tục những công trình nghiên cứu và khám phá. Ngài cũng là người mở trường và là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Y khoa Hà Nội bây giờ. Những đóng góp của ngài không thể kể hết được. Ngày nay tên ngài được đặt cho một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Đà Lạt. Ngài rất yêu quý Việt Nam, ngài đã xem Việt Nam như một quê hương thứ hai của ngài và tâm nguyện muốn được an nghỉ tại nơi đây. Trước khi mất, ngài để lại di chúc: "Tôi muốn được chôn ở suối Dầu, hãy chôn tôi nằm úp xuống, yêu cầu ông Bùi Quang Phương giữ tôi lại tại Nha Trang. Đừng cho ai đem tôi đi nơi khác. Mọi tài sản xin tặng lại hết cho Viện Pasteur Nha Trang và những người cộng sự lâu năm. Đám tang làm giản dị, không huy hoàng, không điếu văn." Chấm hết đoạn di chúc. Rất cảm ơn và biết ơn vô cùng với ngài Jackson.